thí sinh số 11, thí sinh Đỗ Ngọc Kim Anh. Kim Anh sinh năm 2012, số đo ba vòng 66, 62 và 69. Sở thích đi du lịch và học múa. Đặc biệt bạn Kim Anh rất thích màu trắng và ăn sườn xào chua ngọt. Ước mơ của Kim Anh hoàn toàn trái ngược với những thí sinh khác khi đến tham gia cùng với cuộc thi của chúng tôi. Kim Anh ước mơ trở thành một giáo viên dạy toán học.